khi mà Huy nói giá trị của cây trợ lực Maze GB này khoảng 200 triệu thì Huy biết là sẽ có rất nhiều anh em vào phân bình luận rằng đèo tin, quá 200 triệu mua cây trợ lực như thế này, nhưng thật sự giá trị của nó là như vậy anh em. Và ở thời điểm hiện tại thì ở Việt Nam mình thì nó đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì cấu tạo của nó là từ Maze, siêu nhẹ, siêu cứng và đặc biệt là sử dụng trong những cái giải đua của MotoGP, cho nên là cái giá của nó rất cao. Cao bởi vì khó sở hữu và cao bởi vì sở hữu được thì phải bỏ một số tiền rất là lớn luôn. Và cái sự khác biệt giữa cây trợ lực phiên bản đường đua và phiên bản thương mại thì nó sẽ như thế nào? Bản thương mại cũng có mà đúng không? Vẫn có tia vàng vỏ ngoài Maze, không, vỏ ngoài của cây trợ lực phiên bản thương mại chỉ là nhôm mà thôi. Nấm chỉnh vàng, vẫn có nấm chỉnh vàng. Nhưng hàng Olin bản GB này thì thay nấm chỉnh. Và chi số tiền khoảng 200 triệu cho một chiếc SH như thế này chỉ để xoay đi xoay lại